Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp mình làm mắm lóc nha. Mắm lóc ở đây là có 400g mắm với 6 đấy chuối sứ, tới chuối sứ chín rục nè các bạn. Chuối sim, chuối sứ chín rục nè. Với ở đây là 2 muỗng canh sả. Rồi hồi đó mình cũng có làm một lần rồi, mình chia sẻ là mắm, mắm đậu với chuối sứ thôi. Còn hôm nay mình sẽ thêm vào sả nha. Rồi vài bữa nữa mình sẽ làm một món mắm lóc mà mình làm theo kiểu khác nữa nha. Bây giờ mình làm theo kiểu này trước. Bây giờ chuối mình đã lột ra rồi đó bác. Chuối này bác cần thấy hư chứ không thấy hư đâu nha. Nó chín thâm kim ở ngoài, chuối này nó ngọt lắm, nó rất là ngon luôn nè. Thấy chưa? Đó. Bây giờ mình đã lột ra rồi 6 trái, mình đã bỏ vô máy mình xay ra rồi nha. Mình làm sẵn hết. Bây giờ mình tiếp bắt đầu mình làm nè. Bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho mắm vào nha. Mỗi người làm khác nhau hết nha các bạn, không ai làm giống ai hết. Mắm này thì hồi đó mình cũng có chia sẻ rồi, nhưng mà hôm nay cũng có nhiều bạn kêu cô Tư ơi chia sẻ thêm mắm cá lóc với cô Tư, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ lại tiếp. Khi mà các bạn làm mắm cá lóc á, thì mình sấy cái tương này là tương đậu nành nha. Có người gọi là mắm đậu. Bây giờ cô chú cứ xào vậy nha. Xào cho nó để cái chảo chúng chống dính mới được nha. Chảo dính là dính nó khét hết. Mình sấy cho nó khô vậy nè. Bây giờ mắm đã vậy, mùi thơm đã dữ lắm rồi. Bây giờ mình cho chuối vào nè. Bây giờ mình cho vào đây 2 muỗng đường nha các bạn. Bây giờ mắm của mình cũng đã được rồi nha các bạn. Khi nào mình trộn mà mình sấy mắm mà mắm nó không có còn dính chảo gì nữa nè, là mắm đã được rồi. Mắm rất là dẻo nha. Bây giờ mình để nguội rồi mình mới bọc lại nha. Bây giờ mắm của mình đã nguội rồi. Bây giờ mình cuộn gói lại nha. Bây giờ mình lấy miếng rong biển nè các bạn. Mình sẽ cho mắm vào. Nếu mà các bạn không có rong biển ở nhà các bạn mà có cái màng mà đậy thực phẩm á, các bạn có thể cho vô cũng được nữa nha. Có rong biển thì khi mình chưng con mắm á, mắm nó cũng thơm. Còn không có thì mình tạm thời mình lấy cái đó cũng được, không sao hết. Tại nhà mình cũng hết rồi chứ thôi, mình sẽ gói 2 cái cho các bạn thấy. Làm cho mắm nó đều, nó mới đẹp. Giờ mình cuốn lại.
Rồi mình làm được một con mắm. Thứ hai. Mình làm vậy chứ mắm nó không dính tay mình nha các bạn. Tại vì nó dẻo quá, nó không dính tay mình. Rồi, mắm thứ ba, thứ hai. Bây giờ cho mắm ra đây. Bây giờ mắm mình đã cuộn là xong hết nha các bạn. Rồi mình lấy một miếng bịch ni lông á, bịch mà để người ta bán để đựng phở hủ tiếu được các bạn. Rồi mình cuốn một gói để cho các bạn thấy, nếu có mạng thực phẩm á, thì mình gói y vậy nè, gói y vậy. Còn không có rong biển thì mình cuốn rong biển, không có thì mình lấy mạng thực phẩm thì mình gói cũng được nha. Bây giờ mình sẽ cho vào cái hộp nè. Khi nào ăn mình lấy ra mình chưng ăn. Chưng rồi mình kiếm rau luộc, rau sống gì á, cà pháo, dưa leo rồi mình chấm ăn cũng ngon. Bây giờ mình sẽ đậy lại, mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh nha. Khi nào ăn lấy ra mình làm. Rồi bây giờ mắm chơi, mắm cá lóc của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc cô chú anh chị em và các cháu làm được món này ngon miệng nha. Một hai bữa nữa mình sẽ lấy ra mình chưng, rồi mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Bây hôm nay mình chỉ chia sẻ cách làm mắm cá lóc thôi. Vài bữa nữa mình sẽ chia sẻ cách làm mắm cá lóc cách thứ hai nha. Rồi làm cách thứ hai nó sẽ khác cách thứ nhất. Chỉ khác nguyên liệu thôi. Thôi giờ mình xin chào nha, chúc cả nhà luôn bình an dồi dào sức khỏe.